Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 9 tháng 8 năm 2020, cùng với thí sinh trên cả nước, trên 14.000 thí sinh của 14 huyện thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 với hai môn thi là ngữ văn và toán. Theo đánh giá chung, đề thi năm nay khá sát với chương trình, có sự phân hóa. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8 và chỉ tổ chức kỳ thi ở 14 huyện thị xã. Còn thí sinh của thành phố Buôn Ma Thuột và các thí sinh thuộc trường hợp F1, F2 sẽ thi vào đợt 2. Tại các điểm thi có trên 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động làm công tác coi thi, phục vụ, đảm bảo an ninh. Tại các điểm thi cũng đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị y tế, nước rửa tay, khẩu trang phát cho thí sinh. Cán bộ coi thi và thí sinh đều đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi. Kết thúc 120 phút, bài thi môn ngữ văn sáng ngày 9 tháng 8. Đây là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Thí sinh Bùi Thị Hồng Anh, lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, huyện Chư Mờ Ga cho biết, đề thi năm nay chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 và có sự phân hóa rõ nét ở phần đọc hiểu. Trong phần làm văn với yêu cầu thí sinh phân tích tư tưởng một phần trong tác phẩm Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Với đề thi này, em có thể dẫn chứng nhiều tư liệu thực tế từ cuộc chiến chống COVID-19 mà đất nước và toàn dân đang trải qua. Em cũng có làm được, nhưng mà nói về phần trăm thì chắc chỉ có 60-70% thôi ạ, không được hết. Có cái câu nào làm em tâm đắc nhất mà em thấy cái câu đó là hay? Dạ, cái câu mà đất nước này là của nhân dân, do nhân dân làm ra, và đất nước là được hình là thần thoại của ca cây dao Việt Nam ạ. Thí sinh Lê Quang Hiếu, học sinh trường Trung học phổ thông Lê Hữu Trác, huyện Chư Mờ Ga cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước, khi vào phòng thi mới đầu cũng rất lo lắng, nhưng sau khi hoàn thành môn đầu tiên, tâm trạng của em đã ổn định và tự tin hơn. Đề thi tập trung vào những kiến thức cơ bản và có sự phân hóa, phần đọc hiểu dễ lấy điểm, phần nghị luận xã hội có khả năng ứng dụng và phần nghị luận văn học rất phù hợp trong việc nâng cao tinh thần yêu nước của học sinh. Không thì đề năm nay nó cũng không khó lắm, đề thì em làm cỡ 75%. Câu tâm đắc nhất là vẫn là câu 1 phần nghị luận xã hội, nói về trân trọng về cuộc sống. Nhiều thí sinh cho rằng đề thi văn năm nay đúng theo cấu trúc đề bộ đã hướng dẫn, không khó và bất ngờ. Nhiều thí sinh cho rằng đề thi năm nay bám sát tình hình thời sự, nằm trong chương trình ôn tập của nhà trường. Chính vì vậy, hầu hết các em đều làm bài được. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, tại buổi thi môn ngữ văn toàn tỉnh có 13.710 thí sinh dự thi, đạt 99,46% trên tổng số 13.784 thí sinh đăng ký. Có 74 thí sinh vắng thi. 5 điểm thi có số thí sinh dự thi đạt 100% so với số thí sinh đăng ký dự thi, gồm trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông Lê Hữu Trác, Trung học phổ thông Buôn Hồ, Trung học phổ thông Việt Đức và Trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, trật tự, đúng quy chế. Toàn tỉnh không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi. Tại các điểm thi, sinh viên tình nguyện cũng đã tích cực giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh bằng những việc làm thiết thực như chỉ dẫn phòng thi, hỗ trợ thí sinh khó khăn đến điểm thi, hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho thí sinh khó khăn, và huy động các mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ được nhiều suất ăn miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh. Thì tình hình năm nay thì cái cuộc thi thì do diễn ra trong thời điểm mà tình hình dịch bệnh COVID nó diễn biến rất là phức tạp, thì các cái quán ăn thì hầu như là họ nghỉ để chống dịch. Thì cái việc mà mình phát cơm như thế này thì được cái sự hưởng ứng rất là nhiệt tình của quý phụ huynh. Họ cảm thấy rất là vui vì khi mà đi kiếm các điểm ăn thì nó cũng khó. Đồng thời thì các cái vị trí chỗ trọ, đặc biệt là các em ở xa ra, thì hầu như nếu không có nhà người quen hoặc là không có phòng trọ thì các em bắt buộc phải liên hệ các cái chỗ ở từ các cái kênh này. Và chúng tôi đã chủ động trước khi mà tiến hành đưa các em về thì chúng tôi đã khảo sát trước, đã yêu cầu các trường lọc cái danh sách hoàn cảnh của các em gửi lên và sẽ có cái bước để hỗ trợ. Buổi chiều ngày 9 tháng 8, các thí sinh thi môn toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Ngày mai, ngày 10 tháng 8 năm 2020, buổi sáng các thí sinh sẽ thi bài tổ hợp khoa học tự nhiên với các môn
vật lý, hóa học, sinh học. Thời gian làm bài mỗi môn 50 phút theo hình thức trắc nghiệm và tổ hợp khoa học xã hội thi các môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Buổi chiều các thí sinh thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.